Em mặn mặn thì chắc cũng không bao lâu nữa cây mặn này sẽ có trái. Vườn rau nho nhỏ cũng là một thành quả hôm nay. Đây là các bạn, thì một buổi sáng hàng ngày thì mình cũng đi ra vườn để tưới cây, cũng là một cái để gọi là vừa giải trí mà vừa đem lại cái có cái nguồn thực phẩm sạch để cả nhà mình dùng. Thì buổi sáng thường ngày á, mình ra để mình tưới những cái đóa hoa hoặc là những cái bụi rau. Cái video mà mình quay về cái sơ lược về cái những cái vườn rau
bông hoa của mình trồng hôm nay để giới thiệu sơ lược cho các bạn xem. Video của mình đến đây là xin tạm dừng, xin chào các bạn, hẹn các bạn lại video lần sau nha. Xin chào.